Okay, everyone, welcome back to my channel, General English Learning TK. Today, I'm going to talk to you about my channel, General English Learning TK. And today, I'm going to learn about my family. Okay, Unit 5, talking about family. Mình đi tìm ram, cá chết chạy kia ông bì grua, grua xa. Ok. Chẳng nâng nông ở Unit 3 nâng Unit 4, nhưng mà nó riêng hóa tại tên tên nâng talking about studying. Chẳng nâng ngay đi kì dương riêng tại tên tên nâng family mà đồ. Ok. Chẳng tu ông nâng nông ca xong thân nhiệm là mọi dương cứ miên tu ông dùng gần pin nha. Đó đáy cứ hông, hành nâng bố, bộ phà. Ok. Hông and bố, bộ phà. Okay, let's start. Home. Yeah. How are you today? How are you today? Ông bạn dạy tha. Ta nhẹ sốc sập bài chị tê nơi thằng ngày ni. Bộ phá. I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. Thank you. And you? Nhóm sắp sắp bài chị tê ở côn hỏi cho nhà bánh Hồng. The same to you, thanks. How is your family? The same to you, thanks. How is your family? Đôi khía tê, bài thả sắp đôi khía tê ở côn tràn hỏi cho cổ xa rạc bọ nè vinh sốc tục dạng nà đây. Ok, bộ phá. Bộ phá, it's fine. It's fine. Thanks for them. It's fine, thanks for them. Sốc tục phòng bà đá tê. Ở cún tràn chùm đu bộ kê phòng. Ok. Hồng, how many members are there in your family? How many members are there in your family? Ông số tự tiết tha. Ta miên sma chập kru sa. Ta miên sma chập bằng mạng nè. Nâng nông kru sa rồi bỏ nè. Bụp ha. There are 6 members in my family. There are 6 members in my family. Biến mà chụp tập ốc là mùi nhẹ nên không cửa xa là bọc nhôm. Ok, nhưng mình tốt tiết. Hồng. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Trên những bộ việc lại như một môn. Ta nhẹ miến bọn bọn pro hay đang bọn bọn sợi chúng tôi phụ mạng nhẹ. Bộ phá. I have 2 brothers and 2 sisters in my family. I have 2 brothers and 2 sisters in my family. Khnyom mien bong on pro chumnun 2 nea ai nang bong on srei chumnun 2 nea nai knong kruosa robos khnyom. Hong. Can you count them? Can you count them? Ta nea ai chrob phụ kê bán tế miền bình ác lạc. Bộ phà. Yes, I can. Đề á. Rọt thá. Rọt tình á. Thavi and me. Yes, I can. Đề á. Rọt thá. Rọt tình á. Thavi and me. Chà. Nhưng ai rọt bàn. Phụ kê miền chmô thà rọt thá. Rọt tình á. Thavi hay nâng khí nhông. Ok, hông. Who is the oldest child in your family? Who is the oldest child in your family? Ta nâng ná cư chì con cho bông kê nơi khu nông cổ xa bỏ nè. Bộ phá. Ratana is the oldest child in my family. Ratana is the oldest child in my family. Ratana. Chỉ còn cho bọn kê nâng nóng cửa xa bọc nhộng.
Hong. Who is the youngest in your family? Who is the youngest in your family? Ta na kư chi con pâu nơi knong krua sa robos ne. Okay, con pâu. Ana con chom krao ke. Bopha em di am the youngest in my family. Am the youngest in my family. Nhóm cư chỉ còn bờ nơi nông rùa xa bọc nhóm. Ok. Hồng. Who is the most loving child in your family? Who is the most loving child in your family? Ta là ná cư chỉ còn đại khu sở lãnh một phút nơi khu nông cửa xa là bọn nè. Bụng hà. I think that my parents love equally. I think that my parents love equally. Nhóm kết tha bụng đại bọc nhóm sở lãnh sma kia. Hồng. Do you have any relatives living with you? Do you have any relatives living with you? Ta nhạc miễn sạch nhiệt. Na tế ta rô nơi chùm bối nhạc. Okay. Bục phá. No, I don't. I have only parents and my siblings living in my family. Tê, nhóm ọt miên tê, nhóm miên thâm tái ở bông đài đọc bọc nhóm hai nâng bông phôn bằng cách đọc bọc nhóm đài rút nấu nông cửu xa bọc nhóm. Kê, thông. What are your parents' jobs? Ta ở bông đài đọc bọc nè miền mục đọc bọc chiều vậy. Bục phá. My father is a teacher and my mother is a housewife. My father is a teacher and my mother is a housewife. Ba rọc bọc nhóm chì cổ. Hồi ở mặt đại rọc bọc nhóm cứ chìa bếp tẹt. Hồng. And do your grandparents still alive? Ta chỉ đôn chỉ ta bỏ nẹ nơi rô rì tế. Yes, they do. But they are too old this year. Cha ở phụ kế vẫn chỉ nơi rô phân tái phụ kế ở chắc bê ta hỏi nơi chỉ nằm đi. Hồng. Thank you for answering my questions. Goodbye. អរគុណច្រើនសម្រាប់ការឆ្លើយតបសំណួររបស់ខ្ញុំលាសិនហើយបុប្ផា Yeah, see you next time. មែនហើយជួបអ្នកនៅពេលក្រោយទៀតឬក៏ចាស់ជួបអ្នកនៅពេលក្រោយទៀតអូខេអញ្ចឹងការសន្ទនារបស់យើងគឺបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយយើងមើលទៅមើល vocabulary ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានពាក្យទាំងអស់នៅក្នុងនេះគឺមានពាក្យ member count child equally relative parents grandparents alike តែយើងចាប់តាមអានទាំងអស់គ្នា member count child equally relative parents grandparents alive. Okay, จัง member ណាពាក្យរបស់វាគឺជា noun
how verb char noun equally adverb cùng kể giá relative noun parents noun grandparents noun like attitude. Ok, chúng nơi trong video nơi trong bài học thứ 5 nơi ថ្ងៃ này គឺបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយ subscribe like និង share វីដេអូនេះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនិងសម្រាប់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនដែលចង់រៀនភាសាអង់គ្លេស. Okay, thank you for watching. Goodbye.